Đơn Liên. Nè, đang làm đội sách vui về hả? Đi làm gì? Còn anh nữa, lần sau đi nhậu đừng có rủ Linh theo được không? Thôi đùa đó. Sao? Em nói gì sai hả? Thì anh đi nhậu toàn là anh rủ không chứ đâu. Thôi không phải đâu. Cái này là công việc, em về trước đi. Được rồi, hai người nói chuyện đi. Anh đừng có về nhà nữa. Đây. Đàn ông cần thể diện mà. Mày làm vậy trước đông người vậy có quá đáng lắm không? Mày yên tâm đi, không có sao đâu. Một lát nữa, ổng chạy theo, ổng xin lỗi tao giờ. Đi. Thôi em ngồi nha, anh đi đây. Em. Thấy chưa, anh tới rồi. Đi về trước đi. Anh nói anh có việc mà, đuổi theo làm gì? Em có thể hiểu chuyện chút được không? Không, em không hiểu gì hết á. Em đợi đó. Sao? Anh biết anh sai chỗ nào chưa? Sai hả? Sai chỗ nào em nói coi. Lần nào cãi nhau á thì anh cũng dỗ em, còn em sao? Em mặc định lúc nào em cũng là kèo trên đúng không? Cái gì? Dỗ em một chút anh cũng không làm được nữa hả? Vậy là anh không đủ yêu em đúng không? Yêu nhau á là những chi tiết nhỏ nhặt chứ bộ. Xem ngôn tình ít thôi. Cả thế giới này có mỗi em có lòng tự trọng à? Anh hết nhẫn nại với em rồi, anh mệt rồi. Nè, anh mà dám đi là chia tay luôn đi. Em nói đúng lắm. Tình yêu cần những điều nhỏ nhặt, nhưng em quên một điều rằng nó cần được đối xử công bằng.